Các bạn thân mến. Nếu như mà các bạn đã lên xem phần livestream này ở trong buổi tối ngày hôm nay thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Được không nào? Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi đây và chị đang đợi các bạn. <laughs> hôm nay có vẻ hơi muộn một xíu nhỉ. Nhưng mà chị nghĩ là so với thời gian ôn thi của các em thì cũng bình thường thôi đúng không?

À, ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp này Chị sẽ có thông báo chính thức Về lần thi thử cuối cùng của chúng mình Cậu thêm vào đó thì chị sẽ định hướng cho các bạn Ôn thi ở trong cái giai đoạn cuối này Để chúng mình có thể có được cái phần ôn thi trọng tâm hơn Được không nào Bây giờ không còn nhiều thời gian để chúng mình Gọi là chơi hoặc là học Một cái gì đó mà mất tốn quá nhiều Thời gian nữa Bây giờ thì chúng mình sẽ chỉ còn khoảng tầm mười mấy ngày thôi nhở Mười tám ngày à? hay mười chín ngày Các bạn Trời ơi xin chào Ngọc Huế nhá <laughs> chị tưởng là chị là mẫu hậu chứ không phải là công chúa <laughs> rồi xin chào các bạn các bạn ơi nào quay trở lại cùng với chị nhé để mình nói <laughs> cho mà nghe các bạn ơi được chưa xin chào các em chào buổi đêm chào buổi tối chào các chú ngựa chăm chỉ vẫn đang học hành Ok, 19 ngày nữa thôi đúng không? Nhanh quá, nhanh quá Chị cũng thấy là thời gian trôi qua nhanh quá Rồi, các bạn ơi Chúng mình sẽ cùng bắt đầu cái phần thông báo đầu tiên Cùng với nhau ở trong phần này nhá Được không ạ? À, chúng mình sẽ có một cái buổi thi thử Trực tuyến Môn văn Và ngày mai các bạn ạ, à, nói chung là từ trước đến giờ thì hầu hết tất cả những cái lần thi thử của Học Văn Trị Hiên chưa bao giờ khiến cho các bạn thất vọng cả. Thật sự là như vậy. Tất cả những cái lần thi thử trực tuyến học của Học Văn Trị Hiên từ trước đến giờ chưa bao giờ khiến cho các em thất vọng hết. Mà nói chung là có một cái điều rất là hên. Các em biết là gì không? Có một cái điều rất là hên là năm ngoái đề thi thử lần cuối cùng của Học Văn Trị Hiên còn... Chúng với cả đề thi đại học chính thức của chúng ta nữa Chị nghĩ đó là một cái sự may mắn Dành cho team học văn chị Hiên Thực sự là như vậy Và chị mong là năm nay sẽ tiếp tục Có thêm những cái sự may mắn như vậy đến với các em Ok chưa nào Mong là như thế nhá Thì chị sẽ có một số những thông báo đối với các bạn Để các bạn chuẩn bị tinh thần cho ngày mai chúng ta ôn thi Được không ạ à? À, Đã thi là phải Thi cho nó chất lượng Chứ không phải là chỉ thi cho vui bởi vì là các bạn biết không có rất là nhiều những cái trường hợp là các bạn gọi là đăng ký rồi nhưng xong lại bỏ lỡ và cuối cùng hối tiếc về việc là chị ơi giá như ngày xưa em tức là giá như hôm đấy em làm cái đề của chị hay là em xem cái bài đó của chị thì có phải là tốt bao nhiêu không đừng nói chữ giá như bởi vì lúc này thì giá như là chỉ là một cái câu mà rất là thừa thôi các bạn ạ thực sự là như vậy nên chị mong là ngày mai trong buổi thi thử trực tuyến đối với những bạn nào đã đăng ký rồi thì các em sẽ tham gia thi giúp chị và chị hy vọng là cái đề chốt ngày mai lần thi thử cuối cùng cũng sẽ mang lại cái sự may mắn cho các bạn bên cạnh cái việc là giúp các bạn củng cố kiến thức thì còn mang lại cái sự may mắn cho các em nữa ok chưa nào nhá à năm ngoái em xem buổi cuối của chị à trời ơi đấy thật ra là chị cũng nói thật là à trường em còn trúng cái thế à trời ơi rồi các bạn cứ bình tĩnh ngày mai là đề gì thì các bạn sẽ biết nhưng mà nói chung là rất là tự hào bởi vì học văn trị hiên là một trong số những cái dự án mà đã khởi xướng cái việc thi thử môn văn và nhận được cái phản hồi rất là tích cực của các bạn thực sự là như vậy và đến thời điểm hiện tại chưa bao giờ các bạn tham gia thi thử môn văn của học văn trị hiên mà lại cảm thấy hụt hẫng thường là những cái đề sẽ mang tới cho các bạn những cái sự trải nghiệm rất là mới mẻ bên cạnh cái sự truyền thống thì còn có những cái sự mới mẻ và các bạn cảm thấy là à các bạn cảm thấy là qua những cái lần thi như thế các em học hỏi được rất nhiều thứ đấy là cái điều mà chị cực kỳ mong muốn ở đây đã có những bạn nào đăng ký được rồi ạ ở đây đã có những bạn nào đăng ký thi thử được rồi giơ tay chị xem nào bạn nào đăng ký thi thử miễn phí được rồi ạ tất cả những cái này đều là free cho các bạn ạ được không nào tất cả thi thử đều là free cho các bạn được không ạ? À? Đề là do tổ chuyên môn của học văn chị Hiên làm Được soạn bởi các giáo viên văn này Và các bạn sinh viên xuất sắc của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 Khoa ngữ văn Thế nên các bạn yên tâm về điều này Được không ạ? À? Cộng thêm với một chút cái may mắn nữa Cộng thêm với một chút may mắn nữa Thì hy vọng là cái đề chốt ngày mai Sẽ là cái đề mà chúng ta có thể gọi là lê lói cái niềm tin Vào cái đề thi chính thức của chúng mình Được không ạ? À? Còn tất nhiên là cái điều quan trọng nhất mà chị định hướng cho các bạn là các bạn phải học hết tất cả chứ chị chưa bao giờ nói với các bạn là các em phải học tủ bài này đi chưa bao giờ chị nói với các bạn như thế mà chị luôn luôn bảo với các bạn là gì ạ chúng ta nhất định phải học toàn bộ chương trình được không ạ để chúng mình có được cái sự chủ động và cái sự linh hoạt ok chưa nhá yeah. thì thi thử trực tuyến môn văn nhớ là đăng ký để ngày mai có được một cái slot để tiến hành thi thử lần cuối cùng cùng với chị hiên đây là cái thông báo trước tiên dành cho các bạn ok chưa ạ à? còn bây giờ thì chị sẽ ngồi với các bạn ngồi lại với các bạn cùng truy lại với các bạn và hệ thống lại với các bạn được không ạ à? hệ thống lại kiến thức những bạn nào ở đây muốn chị hệ thống lại kiến thức ạ à? giơ tay chị xem những bạn nào ở đây muốn chị hệ thống lại kiến thức cùng với các bạn còn tất nhiên là ở trong cái buổi ngày hôm nay ấy thì cái hệ thống lại kiến thức này chỉ giúp cho các bạn định hình về cái phương pháp học thôi còn chị sẽ không đi chi tiết vào bất cứ một phần nào cả được không nào đúng rồi chị cảm ơn huệ rất là nhiều chị cảm ơn em chị cảm ơn em bởi vì năm ngoái là các anh chị hai k một trúng đề nên vui lắm phấn khởi lắm rồi chị rất là cảm ơn em các bạn ơi được chưa nào bây giờ ngày hôm nay chị sẽ ngồi hệ thống lại kiến thức với các bạn những bạn nào ở đây muốn cùng học cùng với chị ạ những bạn nào ở đây muốn cùng ngồi lại với chị để hệ thống lại kiến thức môn văn ở giai đoạn cuối này giơ tay chị xem. Nếu như đủ 500 bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu. Nào, nếu như đủ 500 bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu. Những bạn nào cần chị hệ thống lại kiến thức môn văn cho các em ạ? À? Các bạn ơi, về cái việc đăng ký thi thử thì một lát nữa nhá. Bây giờ chúng mình tập trung vào hệ thống lại kiến thức cùng với chị đã. Tại bởi vì là không chị không có nhiều thời gian để ngồi lại cùng với các em như thế này đâu. Bây giờ các bạn phải tập trung vào việc học đi. Sắp thi đến nơi rồi mà các bạn cứ thế này đúng không ạ? cứ bình tĩnh lát nữa lát nữa kiểu gì cũng sẽ đăng ký được được chưa nào cứ bình tĩnh học văn chị hiên là hy vọng lần này sẽ có năm nghìn bài gửi về rồi được không ạ à? không chị làm sao biết được bài nào khả năng cao nhá rồi đủ một nghìn bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu hệ thống lại kiến thức thế nên các bạn nhanh chóng chia sẻ và tác bạn bè vào hiện tại đã được hơn 900 bạn rồi đủ một nghìn bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá nào tác bạn bè của mình vào để cùng ngồi hệ thống lại kiến thức nào coi như chúng ta học lại văn và chỉnh chu cùng với chị hiên luôn trong cái giai đoạn cuối nào ok chưa ạ rồi các bạn ơi xong chưa nào những bạn nào giơ tay chị xem nào giơ cánh tay thật cao nào để chị biết là các bạn đang thực sự cần hệ thống lại kiến thức được không ạ à? đây chị bắt đầu hệ thống lại cùng với các bạn đây ok chưa nào chúng ta cùng bỏ giấy bút ra ghi lại cùng với chị nhá để coi như một lần cùng truy bài và cùng học lại trong buổi ngày hôm nay chị rất mong muốn là cái sự tương tác nhiều nhất từ các bạn nhá chị rất là mong muốn cái sự tương tác nhiều nhất từ các bạn hy vọng là như vậy ok chưa nào nhá chị mong cái sự tương tác nhiều nhất từ các bạn các em biết gì các em trả lời giúp chị luôn để cho chị thấy một điều là bản thân các em đang có một cái sự phản xạ rất là tốt về văn học ok chưa nào cái mà chị cần ở đây chị cần từ các bạn đó chính là phản xạ văn học nhắc tới cái vấn đề nào là các bạn ngay lập tức có phản hồi lại cho chị ngay chứ không phải là cứ nhắc tới vấn đề nào là cứ ơ hình như là thế này hả chị hình như là thế kia hả chị chị không thích nghe chữ hình như các bạn ạ ok chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hệ thống nhá các bạn sẽ chú ý giúp chị này để thì vẫn xoay quanh ba cái mảng tôi chia ra như sau đọc hiểu 3 điểm Ok chưa? Nghị luận xã hội 2 điểm Ok chưa? Và Nghị luận văn học 5 điểm Được chưa? Ok chưa? Rồi đủ 1.000 bạn luôn Các bạn nhìn này Đọc hiểu 3 điểm Nghị luận văn học 2 điểm và nghị luận văn nghị luận xã hội 2 điểm và nghị luận văn học 5 điểm. Bắt đầu nhá. Các bạn chú ý giúp chị nhá, bắt đầu nào. Cho chị uống cốc nước cái. Nhá, cho chị uống cốc nước cái. Hơn 1100 bạn đang xem cho chị uống cốc nước cái. Trước tiên các bạn chú ý giúp chị này. Đọc hiểu, tôi đề nghị anh chị phải học thật chắc cho tôi kiến thức phần ngữ pháp. Đây là kiến thức thuộc cái dạng cơ bản thôi anh chị ạ. Đúng không? Bao gồm những cái gì? Kem. Bao gồm những cái gì đây? 1.100 bạn đang xem. Nào, ngữ pháp cơ bản của chúng mình gồm những cái gì đây? Gồm những cái gì nào? Nhanh chóng. Hôm nay chị list ra cho rồi nhá, phải ngồi lại mà ôn đi chứ đừng có một cái kiểu là gì ạ? Chị list ra cho rồi xong rồi lại thôi không ôn nữa. Được không ạ? À? Rất là mong mỏi các bạn chăm chỉ học hành rồi. Ngữ pháp cơ bản này chúng ta ôn cái gì nhỉ? Trước tiên này. Phương thức biểu đạt phong cách ngôn ngữ biện pháp tu từ đúng không thao tác lập luận phép liên kết thể thơ và rất nhiều những cái khác nữa nhưng tập trung lại là ở trong những cái phần này được không ạ à? lưu ý giúp chị được chưa phương thức biểu đạt 6 6 cái này tầm 10 này thật thậm chí là hơn nhưng mà chủ yếu là 10 cái này là 6 đúng không ạ? À? Cái này là mấy? À phép liên kết 4, đúng chưa? Và thể thơ thì chia ra thành các loại đây thì các bạn tự điền vào giúp cho chị. Được chưa nào? Ok chưa? Nhìn thấy chưa? Nhớ ôn nhá, gạch ra gạch ra gạch ra nhá. Học thật chắc phần này vào để kiếm lấy 0,5 điểm đến 1 điểm ở trong câu đọc hiểu giúp cho chị nhá. Ok chưa ạ? Rồi rất là nhiều bạn đã hình thành được cho mình những cái phản xạ về văn học. Ngay lập tức khi chị nói là các bạn đã có những cái phản hồi rồi, rất là tốt. Rất cảm ơn các em về điều này. Mà chưa có phản xạ văn học nữa thì ngay lập tức đăng ký khóa học 10 ngày của chị Hiên để có một cái cơ hội để cải thiện điểm văn của mình được không ạ? À? Chưa biết thông tin về khóa học thì nhắn tin ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên. Tiếp tục ạ. À, đấy là về phần ngữ pháp nhé. Tiếp tục này, có một cái phần nữa ở trong phần đọc hiểu. Ok chưa nào? Có một cái phần nữa trong phần đọc hiểu mà 1.200 bạn ở đây cần phải nhớ giúp cho chị đó là gì? Đó là về kiến thức thông hiểu. Ở đây tôi tạm gọi là cái phần kiến thức vận dụng, đúng không ạ? Và có cả vận dụng cao nữa, vận dụng nâng cao nữa. Thì ở trong cái phần này các bạn chú ý cho chị vào cái phần gì ạ? Trước tiên này, đặt nhan đề. Ok không ạ? Hai là tìm ngữ liệu trong văn bản. Tìm ngữ liệu trong văn bản. Ok chưa? tìm ngữ liệu trong văn bản câu này là câu rất hay hỏi và kiểu gì cũng chiếm 0,5 cho tới một điểm này kiểu gì cũng có được không ạ à? nên là các bạn phải đọc hết cả bài giúp chị chứ đừng có tránh cái trường hợp là gì tránh cái trường hợp là các bạn gọi là gì ạ à? tìm ngữ liệu trong văn bản tìm không hết là bị sót ok chưa nhá 1.200 đối thủ ở đây rõ chưa các bạn ơi bây giờ mà các em đi ngủ là các đối thủ của em vẫn tiếp tục học đấy bây giờ chị đố đứa nào dám đi ngủ đấy không ạ à? chị đố đứa nào dám đi ngủ đấy nhá Bây giờ 1.200 đối thủ đang học đố đứa nào dám đi ngủ Tiếp tục này Rồi đấy là tìm ngữ liệu trong văn bản nhá Được chưa Cái tiếp theo đó là tư duy về ngữ liệu Câu này cũng rất hay vào Tư duy về ngữ liệu trong văn bản có nghĩa là gì À có nghĩa là người ta có thể hỏi là Theo văn bản thì cái cái này có ý nghĩa là cái gì Được chưa Cái này có ý nghĩa là cái gì Kiểu vậy Đấy Đây là các bạn sẽ phải tìm ra cái nghĩa tường minh của nó Và hãy nhớ là thẳng thắn đi vào vấn đề Giúp cho chị Ok chưa nào? Câu này cũng sẽ chiếm từ 0,5 cho tới 1 điểm đấy Nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị Và cái câu ở phần cuối đây này Là cái câu rất là quan trọng và thường sẽ được một điểm này Đó là cái câu một là rút ra thông điệp Được không ạ? À? một là rút ra thông điệp hai là gì hai là đồng ý thể hiện quan điểm đồng ý hoặc là không đồng ý về một cái vấn đề gì đó ok chưa nào nhá ok chưa hoặc là thông điệp hoặc là quan điểm được không ạ của mình về một cái gì đó lưu ý giúp cho chị cái phần này được chưa nào nhá lưu ý giúp cho chị cái phần này ok không được chưa các bạn ơi đây phần đọc hiểu chỉ cần các anh chị tập trung vào cho tôi những cái phần này thôi ok không ạ tập trung vào những cái phần này cho chị được không lưu ý chưa được chưa xong chưa xong phần đọc hiểu nhá tiếp tục chuyển sang nghị luận xã hội Nhớ là trình bày rõ ràng đấy Mọi lưu ý như thế nào Xem lại cái phần livestream cho giúp cho chị Nghị luận xã hội Đây là một cái đoạn văn 200 chữ Ok chưa Về cấu trúc chị đã nói với các bạn hết rồi Nhưng mà các bạn phải đảm bảo giúp cho chị về các sau Phương pháp làm bài Được không ạ à? Dẫn chứng liên hệ và rèn luyện về phần diễn đạt giúp cho chị đây là ba cái phần mà các bạn cần phải lưu ý giúp cho chị ok chưa nào nhá thường xuyên thường xuyên làm cái này giúp cho chị vào thường xuyên viết vào viết đoạn văn 200 chữ chỉ trong khoảng thời gian từ 15 cho tới 20 phút thôi không quá dài nhá không được vượt quá nhá vượt quá là fail đấy ok chưa phần này mới là phần trọng tâm ngày hôm nay chị muốn nói với các bạn này đó là nghị luận văn học Phần này chiếm 5 điểm cơ Đây mới là phần trọng tâm mà chị muốn nói với các bạn này Ok chưa ạ Nếu như mà có khoảng 2.500 À có 1.500 bạn xem Thì ngày hôm nay sau khi kết thúc Chị sẽ tặng tài liệu nghị luận văn học cho các bạn Còn nếu như mà không được thì thôi nhỉ Còn nếu như được 1.500 bạn xem Thì ngay sau khi kết thúc Chị sẽ tặng tài liệu nghị luận văn học cho các bạn Nhá Nên là các bạn có thể tác bạn bè của mình vào giúp cho chị được không nào? Đối thủ vẫn chưa ngủ đâu nên các bạn đừng 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 có dại gì mà đi ngủ. Ok chưa ạ? À? Rồi phần nghị luận văn học này các bạn lưu ý giúp chị này Các em lưu ý giúp chị như sau Cái phần này thì chúng ta tạm thời chia ra làm hai mảng Đó là thơ và văn xuôi Đây là về phần kiến thức nền chưa? Cứ học theo cái lộ trình chị bảo Được không nào? Nhá, thơ và văn xuôi Được chưa nào? Ngày hôm nay chúng ta cùng lượt lại về thơ với chị nhá Ok chưa? Sao lại không viết được? Học sinh của chị toàn viết 15 đến 20 phút thôi các em ơi Nhá Học sinh của chị Toàn viết từ 15 đến 20 phút thôi Chẳng ai viết hơn cả Bởi vì nếu như mà viết hơn là chúng ta sẽ không đủ thời gian Để chúng ta viết nghị luận văn học đâu Chắc chắn luôn đấy Nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhá Ok chưa nào? Còn về nghị luận xã hội nếu như mà các bạn uh, yêu cầu Các bạn cần thì chị sẽ hỗ trợ cho các bạn Ok chưa nào? Nhá? Chị sẽ hỗ trợ cho các bạn Ok chưa? Ui trời ơi 1.300 rồi Đừng nói là các bạn quẩy lên 1.500 thật nhá Rồi các bạn ơi Thơ này thơ của chúng mình này đấy chưa nào thơ của chúng mình thứ nhất tây tiến đừng có nói rằng là chị ơi chắc chắn sẽ không vào tây tiến chị ạ ai bảo các em thế ai bảo các em thế mà các bạn bạn bộ nói với các em là không vào tây tiến à đúng không nên các em ơi chú ý giúp chị tây tiến kể cả có vào đề thi đề thi minh họa hay gì thì tây tiến cũng chỉ vào một khía cạnh thôi vẫn còn những cái khía cạnh khác để có thể khai thác nên các bạn lưu ý giúp chị cái này nào, tiếp tục Việt Bắc. Việt Bắc. Tiếp theo, trích đoạn đất nước. Và cuối cùng là sóng của Xuân Quỳnh. Nào, trước tiên. Nào các bạn ơi, thời gian sáng tác Tây Tiến nào. Tây Tiến năm bao nhiêu ạ? À? Tây Tiến năm bao nhiêu? Phản ứng ngay, phản xạ ngay nào. Tây Tiến năm bao nhiêu nhỉ? Các bạn nhỉ, Tây Tiến năm bao nhiêu? Tây Tiến năm bao nhiêu? Phản xạ ngay nào Tây tiến năm bao nhiêu Trời ơi 1400 rồi Kem ơi các bạn định Nói chung là kem định định gọi là Lấy tài liệu của chị Hiên thật đấy à Trời ơi là trời Nào tây tiến năm bao nhiêu nhanh Phản ứng về thời gian sáng tác ngay lập tức Đủ 1500 là tặng tài liệu luôn này Nào các bạn ơi tây tiến năm bao nhiêu nhở À 1948 Nhưng Chị hướng dẫn các bạn học này các em cứ nhớ theo như thế này giúp chị. Nhớ hai cái kỳ này giúp chị nhé. Nhớ nhưng không được nhầm lẫn nhá. Chúng mình sẽ nhớ theo chiều dọc của lịch sử. Được không ạ? À? Năm 1947 thì nhà thơ Quang Dũng đã gia nhập binh đoàn Tây Tiến và trong cái thời gian công tác ở đây thì ông đã từng giữ chức vụ đại đội trưởng. Thế nhưng một khoảng thời gian sau đó không lâu thì Quang Dũng đã bị điều chuyển sang đơn vị khác. Và vào năm 1948 thì nhà thơ Quang Dũng đã viết bài thơ Tây Tiến trong một lần tham dự đại hội thi đua ở làng Phú Lưu Tranh. Biết bao những cảm xúc nhớ thương quay trở lại và Quang Dũng đã viết bài thơ này các bạn lưu ý giúp chị chúng ta có thể nhớ theo cái lộ trình này để dễ nhớ và bài thơ tây tiến thì ban đầu có tên là nhớ tây tiến nhưng mà sau đó khi mà được in khi mà in lại thì đã đặt tên là tây tiến bởi vì là theo cái sự chia sẻ của nhà thơ quang dũng thì đại ý là chỉ cần nhắc tới hai chữ tây tiến thôi là niềm thương nội nhớ đã quay về rồi thế nên nếu như đặt thêm từ nhớ ở đây thì có vẻ là thừa thãi ok chưa ạ ghi nhớ trong đầu chưa đúng lộ trình giúp chị chưa cứ như thế mà nhớ thôi Ok chưa ạ? À? Chính xác. Đấy, nhớ theo cái lộ trình như vậy thì các bạn sẽ rất là dễ hiểu. Được chưa nào? Nếu các bạn nhớ theo cái lộ trình như vậy thì các bạn sẽ rất là dễ hiểu. Ok chưa ạ? À? Nhá, lưu ý giúp chị cái này. Tiếp tục bài thơ Việt Bắc nào. Bài thơ Việt Bắc cùng với chị nào. À, năm 1954. Đúng không ạ? À? Các bạn nhớ theo các lộ trình như sau giúp cho chị này. Lộ trình chúng ta có sẽ là thứ nhất, đó là chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Được không ạ? À? Hiệp định Geneva Hiệp định Geneva Được không nào? Gì nữa nhở? À gì nhở? Cán bộ gì? Cán bộ cách mạng cơ quan trung ương đảng Rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội Đúng không nào? Và vào tháng 10 năm 1954 Nhân cái sự kiện lịch sử trọng đại này Thì nhà thơ tố hữu đã viết bài thơ việt bắc và bài thơ việt bắc được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống pháp và cũng được coi là đỉnh cao của đời thơ kháng chiến rồi các bạn ơi cáp lại màn hình giúp chị để chứng minh là một lát nữa chị bắt buộc là phải gửi tài liệu cho các em nhé được không nào được không nào thế thì đây các bạn cố gắng cáp lại rồi chắc chắn là sẽ gửi chị sẽ gửi tài liệu cho các bạn đây bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn ghi nhớ về cái phần này này chiến dịch điện biên phủ giành thắng lợi lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu Đồng nghĩa gì ạ? Hiệp định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta về Hiệp định Geneva lặp lại hòa bình ở miền Bắc. Đó cũng là thời điểm tháng 10 năm 1954, cơ quan trung ương đảng cùng cán bộ cách mạng rời chiến khu Việt Bắc trở về với Hà Nội thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Và nhân sự kiện lịch sử trọng đại này thì Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc. Bài thơ này được coi là đỉnh cao của đời thơ kháng chiến và cũng được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu. Ok chưa nào? Nhớ giúp chị nhá. Rồi, đó là về Việt Bắc. Ok chưa ạ? À? Đất nước thì sao hả các bạn? Đất nước thì sao? Rồi, đất nước sẽ là năm 1971, không biết các bạn có còn nhớ không? Từ chiến trường Bình Trị Thiên Khói Lửa, đúng không ạ? À? À, Nguyễn Khoa Điểm đã viết trường ca mặt đường khát vọng. Bởi vì là trong thời điểm lúc bấy giờ thì có vẻ như là à, những cái người trẻ học sinh sinh viên đang đang bị lệch lạc về cái lối sống thế nên là nguyễn khoa điểm đã viết cái tác phẩm này để làm gì ạ viết cái tác phẩm này để định hình cho người trẻ về cái trách nhiệm của bản thân mình trong cái công cuộc trường trinh của dân tộc ok chưa nào nhá ok chưa nào các bạn ơi nếu như mà được hai nghìn bạn thì chị sẽ tặng 10 khóa học 10 ngày miễn phí cho các bạn Ok chưa? Đây là một cái khóa học mà Gọi là đang thu hút khoảng gọi nói chung là rất là khủng khiếp các bạn tham gia rồi. Chị không biết là là các em ơi, chị không biết là các bạn ở đây á, các em chị không biết là các bạn ở đây đã có bạn nào đăng ký khóa học 10 ngày chưa. Nếu như mà chưa thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage Học văn chị Yên tham gia cùng cái khóa học đó cùng với chị đi để tìm một cái cơ hội cuối cùng để cải thiện điểm văn được không ạ? À? Bởi vì biết đâu cái số điểm mà các bạn sẽ cùng với chị cải thiện được trong khóa học đó chính là cái số điểm mà các bạn cần thì sao? đúng chưa nào nên là chị mong là các bạn sẽ nhanh chóng đăng ký cái khóa học này cùng với chị nhá ok chưa ạ? Rồi nhanh chóng, nhanh chóng đăng ký khóa học này cùng với chị, đúng rồi chính xác ạ. Viết bài trích đoạn đất nước trường ca mặt đường khát vọng để thức tình tuổi trẻ đô thị chính xác đây ạ. Ok chính xác chính xác rồi. Chị thấy ở đây là các bạn đã có những cái bản thân các bạn đã có những cái phản xạ nhất định về văn học rồi và đó là một cái rất là tốt nếu như có thời gian nhiều hơn nữa thì chị có thể hướng dẫn cho các bạn về cách diễn đạt về cách viết bởi vì chị biết đây là những cái mà các bạn đang cần đúng không ạ bên cạnh là gì ạ à bên cạnh là bên cạnh là cái việc chúng ta à, vừa học cùng với nhau về xác định phương pháp học thì chị còn muốn là có thể đi tỉ mỉ với các bạn hơn cơ đấy nên chị mong là gì các em sẽ nhiệt tình ủng hộ chị nhá và nếu như mà yêu thích chị hiên này ủng hộ chị hiên thì cho chị hiên một tim đi nhở để cho chị thấy tinh thần của các bạn nhưng mà thả vừa thôi không lác nhá Ok chưa Nhưng mà nếu như phải được 2.000 cơ chỉ tặng cho 10 bạn may mắn thôi nhưng mà đã được 2.000 đâu, đúng không coi như là một cái sự uh, một cái sự gọi là quà tặng hứa hẹn nhưng mà chắc không được đâu Chị đoán là như thế rồi nào bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh à bài này thì rất là dễ nhớ các bạn nhớ cho chị hai ký thôi ạ à. 1967 và 25 nhá nhớ cho chị hai cái này được chưa ạ Nhớ cho chị hai cái này Bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được viết vào một ngày cuối năm năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Khi ấy thì Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những cái tình cảm, đã trải qua cái gì ạ? À đã có những cái cảm xúc trong tình yêu đời, đời đầu đời của mình. Thế nên là ở trong sóng chúng ta cảm nhận được đủ đầy những cái cung bậc trạng thái cảm cảm xúc của người con gái trong tình yêu, đúng không ạ? Vừa có nét cổ điển lại vừa có nét hiện đại. Ok chưa nào? Nhớ nhá. Các bạn ơi, thấy chưa? Các bạn thấy cái này chưa ạ? Chính xác. Vậy là ngày hôm nay ôn lại với chị các bạn đã nhớ được về hoàn cảnh ra đời chưa? Các em chắc chắn phải nhớ năm giúp chị. Đây là một cái điều mà chị nói trước với các bạn nhé. Chắc chắn là phải nhớ năm giúp cho chị. Bởi vì cái năm là cái quan trọng nhất để chúng ta có thể suy ra được cái thời kỳ thuộc thời điểm đó là bao giờ các bạn nhìn này. Chị sẽ phân kỳ lịch sử cho các bạn để các bạn dễ nhìn nhá. Năm 1945 là mốc đi. Được không ạ? À? Thời điểm này người ta gọi là trước cách mạng tháng 8. Ok chưa nào? Đây là sau cách mạng tháng 8. Ok chưa ạ? Thì chúng ta thấy rằng từ 45 đến 54. Chú ý, chú tâm vào thời kỳ này nhá, là kháng chiến chống Pháp. Ok không ạ? À? Từ năm 54 đến năm gì? À đến năm 75 là kháng chiến chống Mỹ. Được không ạ? À? Còn cái văn học trước năm 45 này này, người ta gọi là văn học trước cách mạng. Ok chưa? Các bạn lưu ý giúp chị nhá. Thế thì có phải là rõ ràng khi mà các bạn đưa một cái năm vào giữa cái đoạn này là các bạn đã suy ra được cái thời kỳ rồi không? nói chung là một trong những cái rất quan trọng mà các bạn cần phải chú ý giúp chị là gì đó chính là các bạn phải biết được cái phân kỳ lịch sử chí ít là như vậy ok chưa ạ chí ít là như thế bạn nào ngủ thì cứ ngủ nhá bạn nào ngủ thì cứ ngủ chị thì còn vẫn phải ở đây để tiếp tục giảng bài cho các bạn ý nữa nên bạn nào ngủ thì cứ đi ngủ bình thường nhá ok chưa các bạn ơi đợi chị cho chị uống uh, miếng nước cái nhá <laughs> Đi thi em có cảm giác bị chị nhập vào Mấy cái đứa này nhá Dạo này chị thấy suốt ngày các em bảo là Ui cầu mong chị hiên nhập Ui chị hiên nhập em đi Các kiểu tôi chẳng hiểu là tôi là cái gì Trong cuộc đời của anh chị nữa Thật đấy <laughs> Rồi các bạn ơi 1.600 đối thủ ơi Ok chưa Ghi nhớ được chưa Ghi nhớ phần này chưa Các bạn Các em ơi ghi nhớ phần này chưa Thì Bây giờ chị sẽ nhắc lại cho các bạn Về nội dung của các tác phẩm này nhá Được không ạ à? chị nhắc lại nội dung từng tác phẩm này và bây giờ các bạn gọi là gì ạ? Nhốt nó lại ở trong đầu các em nhá. Được không? Chị sẽ không ghi ra đâu ạ. À. Chị, chị chị sẽ chỉ nhắc nhớ lại cho các bạn thôi. Nên là các em nhốt nó lại ở trong đầu mình đi nhá. Ok chưa? Không để nó thoát ra. Nhá. Bắt đầu chưa? Sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Ngày mai, ngày mai chị sẽ tặng tài liệu cho các bạn. Các em cứ bình tĩnh, ngày mai chị sẽ tặng tài liệu cho tài, tặng tài liệu cho các bạn. Ok chưa? Các bạn ơi Sẵn sàng chưa Sẵn sàng chưa nhở Thôi chị không like được đến thế đâu Chị cũng mệt lắm <laughs> Các em cũng phải để cho chị kiểu nghỉ ngơi chứ Đúng không Chị còn một cái chặng đường dài cùng với các bạn 18, 19 ngày nữa cơ mà Đâu phải là đâu phải là ít đâu Mà các bạn ơi nhanh chóng đăng ký khóa học 10 ngày cùng với chị nhá Được không ạ à? à, Rủ thêm hai bạn nữa Nhóm 3 người là chúng mình sẽ được giảm học phí cho cả ba bạn đấy Thế nên là các bạn à, nhanh chóng các em đăng ký khóa học 10 ngày để chị Hiên tiếp sức cho các bạn này, tiếp kiến thức cho các bạn này, tiếp niềm tin cho các bạn này và biết đâu tiếp thêm cả sự may mắn cho các em nữa thì sao, đúng không? Chị hy vọng là gặp cả 1.600 bạn ở trong cái khóa học của chị luôn, ok chưa? thì nữa nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để tìm hiểu về khóa học này, coi như là tự cho mình thêm một cái cơ hội cuối cùng để cải thiện điểm văn nha. Rồi, nào! các bạn ơi chú ý này lưu ý giúp chị bài thơ tây tiến của nhà thơ quang dũng à, nhớ cho chị là chúng ta sẽ có 3 nội dung nhá được không ạ à? tây tiến ạ à, chúng mình có 3 nội dung kem nhá thứ nhất đó là hình ảnh người lính tây tiến đây ạ à, một cái bức ảnh đây chị sẽ lấy một cái bức ảnh như này núi đồi các kiểu này và người lính tây tiến nhỏ xíu ở trong này được không ạ à? hình ảnh người lính tây tiến gắn liền với thiên nhiên miền tây trên những chặng đường hành quân gian khổ ok chưa ạ à? Đấy là cái nội dung thứ nhất Nội dung thứ hai Chúng mình cần phải lưu ý Đây là 14 câu thơ đầu nhá Trời ơi bút lại bị làm sao đây Rồi, rồi cái bức ảnh thứ hai mà chúng ta có Đó là kỷ niệm của những người lính Tây tiến Về một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại Và một buổi chiều sông nước Tây Bắc bênh mang mờ ảo Ok chưa nào Và cái bức tranh thứ ba Tôi xin phép được chụp ảnh thẻ của những người lính Tây tiến nhá Đó là hình tượng người lính Tây tiến Mang trong mình những vẻ đẹp đó là gì nhỏ à hào hùng hào hoa lãng mạn và bi tráng nữa ok chưa nào đấy ok chưa nhá các bạn lưu ý giúp chị ba cái phần này 14, 8 và 8 Ok chưa ạ? À rồi tiếp tục nhá Đấy là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Tiếp tục là chúng ta có Việt Bắc Thì cái bài này ấy, chị chỉ muốn là các bạn sẽ học trọng tâm Chúng ta sẽ chú tâm vào những cái nghệ thuật chung Như là gì nhỏ? À như là chúng ta có về thể thơ lục bát này Chúng mình có về gì nữa? Chúng mình có về cách xưng hô mình ta này Những cái hình ảnh thì hầu hết nó đã mang ý nghĩa tường minh rồi Và một số những cái địa điểm nhắc tới là gợi nhắc Tất cả đều là gợi nhắc về những cái kỷ niệm cách mạng Thế nên các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị cái này nhá Ok chưa ạ? Đấy là về bài thơ Việt Bắc thì chị sẽ không chia Bởi vì nó có nhiều đoạn lắm Nhưng mà mỗi đoạn thì thường rơi vào từ 8 đến 10 câu thôi Các bạn lưu ý giúp chị điều này được không nào rồi trích đoạn đất nước trường ca mặt đường khát vọng thì thường trả lời cho những cái câu hỏi đoạn đầu tiên trả lời cho câu hỏi là đất nước có tự bao giờ đúng không ạ à? cái đoạn số 2 là trả lời cho câu hỏi đất nước là gì đoạn tiếp theo trả lời cho câu hỏi đất nước là của ai và đoạn tiếp theo trả lời cho câu hỏi là trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với đất nước là gì thì đó là những cái phần mà các bạn cần phải lưu ý giúp cho chị ok chưa nào nhá Ok không ạ à? Lưu ý giúp chị điều này nhá Rồi và cuối cùng bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chúng ta có 9 khổ Phải không ạ? 9 khổ, khổ 1 nói về sự đối lập và những thông điệp mới mẻ trong tình yêu Khổ 2 nói về khát vọng tình yêu Khổ 3 và khổ 4 nói về cuộc truy tìm căn nguyên tình yêu Khổ 5 nói về nỗi nhớ Khổ 6 nói về khát vọng thủy chung Khổ 7 nói về điều tất yếu Khổ 8 nói về những lo âu chăn trở Và khổ 9 là gì nhỉ? Nói về khát vọng hóa thân, được không ạ? À, chỉ gì đấy, riêng những điều được sống cùng nhau, niềm vui sướng với em là lớn nhất. Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực, giây phút nào tim chẳng đập vì anh. Rồi các bạn ơi, đó là những cái vần thơ rất là quen thuộc. Ok chưa nào? Thế thì ngày hôm nay mấy đứa ngồi lại đi, gạch ra hết lại cho chị những cái ý nhỏ của phần này phần này đi. Ok chưa ạ? Xong rồi ngày mai chị em mình sẽ lại tiếp tục cùng với nhau Ok chưa? Vì bây giờ đã là 11 giờ 33 phút rồi Các bạn cần phải nghỉ thôi Nhớ ngày mai có thể chị sẽ lại tiếp tục cùng với các bạn Để định hình những cái vấn đề về văn xuôi trọng tâm nhá Ok chưa? Thế thì tối mai chúng mình lại gặp nhau Có thể là cũng sẽ vào lúc 11 giờ Để chị xem tình hình rồi chị sẽ báo với các bạn Còn yên tâm là ngày mai chị sẽ chuẩn bị tài liệu để tặng cho các bạn Và chị mong là chị chúc cho tất cả các em ở trong giai đoạn này đầy đủ sức khỏe, đầy đủ nghị lực để học thật là tốt và đạt toàn trên 8 cộng 9 cộng văn thôi. Được không ạ? À? 1.500 bạn đang xem ở đây sẽ được trên 8 cộng văn, trên 9 cộng văn theo cái mục đích và theo cái mục tiêu của các em. Ok chưa nào? Và nếu như mà cảm thấy khó quá ấy, thì cứ nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn về lộ trình học trong cái giai đoạn cuối này cùng với chị nhá. OK không? Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã xem phần livestream stream này. À, xin được mượn một cái lời thơ, à, một cái lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân để chị mong rằng là chúng ta sẽ có thêm một cái nghị lực để học bài. Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết rằng là quê hương là gì hờ mẹ mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hờ mẹ ai đi xa cũng nhớ nhiều. À, hãy lấy mẹ để trở thành niềm tự hào của mẹ và niềm tự hào của quê hương mình các em nhé hãy vin vào điều đó để bản thân mình nỗ lực và cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa ok chưa nào chị yêu tất cả các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã thức và học cùng với chị cảm ơn các em xin chào và hẹn gặp lại nha bye bye